Tối ngày 9 tháng 1, đội cảnh sát giao thông Chợ Lớn thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt BC08 Công an thành phố Hồ Chí Minh đã lập chốt kiểm tra nồng độ cồn trên đại lộ Võ Văn Kiệt, Hải Thượng Lãng Ông, quận 5, đồng thời kết hợp kiểm tra ma túy người tham gia giao thông nếu có dấu hiệu nghi ngờ. Hơn 20 trường hợp tài xế lái ô tô trên đại lộ Võ Văn Kiệt hướng từ quận 5 ra quốc lộ 1A được cảnh sát giao thông kiểm tra. Theo đó, vào khoảng 20 giờ 15 phút, qua kiểm tra nồng độ cồn, tổ công tác phát hiện tài xế N, 45 tuổi, điều khiển xe ô tô 7 chỗ, có nồng độ cồn trong máu là 0.543mg trên lít khí thở, mức kịch khung. Với mức cồn này, ông N sẽ bị xử phạt từ 30 đến 40 triệu đồng và bị tước giấy phép lái xe 24 tháng. Phương tiện của người này bị lực lượng chức năng niêm phong và đưa về trụ sở tạm giữ theo quy định. Mình đang có thở nồng độ cồn vượt quá 0.43mg trên lít khí thở. Cái này đo được của anh là 0.543mg trên lít khí thở.